Chào tất cả anh em, mình lại tiếp tục lên mặt hàng cơ khí Nhật Bãi để giới thiệu anh em. Còn được vài cây xà cây của hãng Niwatori và của hãng Yamaguchi. Rồi 28 xăng. Đây là những cây xà cây còn mới nguyên zin, chưa hề sử dụng nha anh em. Những cây này là chưa hề sử dụng, còn zin 100%. Thì cái dòng 28 phân này thì nó cũng tiện cho anh em để nhổ những cái đinh thông dụng trong gia đình. Những anh em thợ mộc hay đóng cốt pha rồi nhổ đinh nhiều, đinh chỉ rồi các đinh nhỏ nhỏ thì sử dụng cây xà cày này rất là tiện. Thiết kế thì 28 phân nè, cũng gọn thôi. Thì tổng thể thì cây xà cày Niwatori và Yamaguchi này nói là nó chất lượng của nó rất là tuyệt vời. Nếu anh em nào mà làm ngành mộc hay sử dụng nó nhổ đinh nhiều thì biết cái cây xà cày này nó xài rất là ngon, rất là bền, nhổ rất là khỏe, nhỏ chứ nhổ rất là khỏe. Thì mình bán giá là chỉ 130.000 chưa phí vận chuyển một cây, với một cây xà cày của Nhật còn zin chưa hề sử dụng này, loại 28 xăng, giá là 130.000 chưa phí vận chuyển một cây. Còn những anh em thợ thầy nào á, mua hết để mà sử dụng, mua hết cả 4 cây này á, thì mình bán với giá là 450 chưa phí vận chuyển. Chỉ còn một bộ duy nhất này thôi. Anh em mua lẻ thì báo ha nha ha. Còn anh em nào mua nguyên combo thì chỉ có giá là 450.000 chưa phí vận chuyển. Còn mua lẻ thì giá 130.000 chưa phí vận chuyển. Rồi, anh em nào quan tâm những cây xà cày này thì liên hệ mình. Xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.